Trung tâm Mắt Kính Thiên Quang là đơn vị uy tín hàng đầu tại Bình Thuận. Với tâm niệm giúp khách hàng có thị lực tốt nhất, chúng tôi đã và đang được đông đảo khách hàng tin yêu, lựa chọn. Chúng tôi chuyên đo khám và cắt các loại kính cận, viễn, loạn, kính hai tròng, kính đa tròng, kính áp tròng, kính mắt có độ, kính đổi màu và các loại kính thời trang. Đến với Mắt Kính Thiên Quang, quý khách hàng sẽ hài lòng bởi tròng kính chất lượng cao, chống các tia có hại cho mắt như tia cực tím, ánh sáng xanh, đảm bảo chính hãng và an toàn cũng như minh bạch về nguồn gốc xuất xứ. Các dòng kính thời trang với mẫu mã đa dạng luôn được cập nhật để phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại. Hệ thống trang thiết bị tiên tiến, máy đo mắt hiện đại từ Nhật Bản đảm bảo đo với độ chính xác cao nhất. Chế độ bảo hành trong dài hạn với những đôi mắt nhạy cảm, sửa chữa, nắn chỉnh gọng hay ốc miễn phí. Sở hữu đội ngũ y sĩ chuyên khoa mắt và kỹ thuật viên khúc xạ được đào tạo tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp tận tâm, chúng tôi tự hào mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng cả về chất lượng và dịch vụ. Ngày 2 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Mắt Kính Thiên Quang tưng bừng khai trương cơ sở mới tại 473 Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận, đối diện nhà thờ Tánh Linh. Nhân dịp khai trương, Thiên Quang khuyến mại đặc biệt giảm giá đến 15%, đồng thời tặng các phần quà hấp dẫn như móc khóa, 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng cao từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 cho những khách hàng ghé thăm và trải nghiệm dịch vụ. Liên hệ Thiên Quang tại địa chỉ 473 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận hoặc hotline 0978 222 248 để được hỗ trợ nhanh chóng. Trung tâm Mắt Kính Thiên Quang, tận tâm vì đôi mắt của bạn.